Phía sau lưng em là có mười mấy con sọt, trong đó có gần chục con, nó là super sọt, là kim sọt, là sọt body 2X cũ mọi người nha. 20 mấy cũ là có một đứa rồi, rất là đẹp luôn, size nhỏ nhưng mà cực kỳ đẹp nha. Size nó khoảng mười mấy cm, chưa được 20, khoảng 17-18 cm người ta tùy theo con ha. Con lớn nhất chắc khoảng 19 cm đó. Có một con size 32-33 cm luôn, cũng 20 mấy cũ thôi anh em ha, 20 mấy cũ thôi. Bây giờ em sẽ quay lại camera lại, quay gần cận cảnh từng con và có thông tin cho anh em mình xem, review cho anh em mình xem gần chục con sọt nha anh em ha. 2X cũ nha anh em, rất là đẹp luôn mà cực kỳ là mềm anh em ha. Anh em biết là super sọt mà cũng 2 mấy cũ là quá là mềm luôn anh em nha. Ok, rồi ok anh em ơi, đây là con ô số 1 anh em ơi, ô số 1 ha. Con này là short body đó, size nó khoảng là 18 cm đó, 18-19 cm. Đặc biệt là cái hậu con này rất là to nha anh em ha, con này 25 cũ anh em, 25 cũ rất là đẹp luôn đó anh em thấy không. Đó, sọt nở hậu chuẩn chỉ nha anh em đó, mắt môi này nọ chuẩn chỉ hết nha. Này là ô số 1 25 cũ anh em ơi. Cái đợt này mềm lắm nha anh em. Nói chung là 2 mấy cũ là có rồi ha. Đó, quá là đẹp luôn. Khấu đuôi là cực kỳ ngắn nha anh em, nó rút cái đuôi sọt rút lên luôn ha anh em ha. Con này nở hậu quá trời luôn. Tính là phong thủy là con này quá tốt luôn á. Đầu nhỏ mà càng về sau nó càng to. Đó, anh em thấy không? Ô số 1 nha, short body 25 cũ anh em ơi. Quá là đẹp luôn. Hồi xưa con này cao lắm anh em, bây giờ nó rất là mềm rồi ha. Mềm kinh khủng luôn. Đó. 25 cũ là có sọt đẹp như này chơi rồi anh em ha. Đó. Rồi giới thiệu đến anh em chúng ta, đây là một con sọt mà size bự nha anh em. Con này là 30 cm nha. Đó, anh em thấy không, càng rất là dài. Vậy là lột lưng này, con này nó không trắng nha. Đó, cái má lên cam rồi nè. Đó, ở đây em đang đánh đèn nó hơi trắng cho nên là nhìn nó không có được đậm nha. Đó, anh em thấy không, đuôi càng rất là đẹp nha. Con này là 30 cm, sọt body ô số 2. Con này 24,8 cũ, 24,8 cũ anh em ơi. Anh em nhìn nè, đó, phê chưa, phê chưa. Tiền vải mỏng nha, lên rồi nha. Cái này chưa đánh đèn ngày nào nha, anh em đem mà đánh đèn là lên ha. 24,8 cũ, short body, ô số 2. Tèn, quá là mềm luôn. Đó, anh em thấy không, bây giờ là quá là dễ chơi luôn. Bên em có Zalo, có nâng cấp này nọ, có góp căn cước công dân luôn anh em ha. Đó, đầy đủ các thể loại cho anh em mình chơi luôn. Cái đuôi ngắn nè, khấu đuôi cực kỳ ngắn luôn. Đó, rút lại luôn anh em ha. Ô số 2, con này là 24,8 cũ, 30 xăng nha anh em. Đó, phê chưa. Rồi tiếp theo, con này là con kinh sót anh em ơi. Vừa sọt mà lưng gù lên luôn ha. Đó, kinh sót em này là 29 cũ 5. Anh em nhìn nè ha. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa. Quá là phê nha anh em, nói không với lỗi nha. Và anh em xem sọt chúng ta nên cho lưu ý ha, có một số con cái bụng nó bị hóp hoặc là bị phình ra thì á nó không có giá trị nha anh em, nó thấp lắm. Đó, giá trị mấy con nó thấp lắm nha. Còn tất cả những con này là bụng phẳng hết nha anh em, bụng không có bị phù bị hóp gì nha. Sọt hay pha phu mà bụng bị phù bị hóp là không chơi được rồi, cái đó có móng, bông móng nó yếu lắm, không ok anh em ha. Đây là ô số 3 con kinh sót anh em à, kinh sót 29 củ 5, 29 củ 5 nha anh em. Đó, quá là đẹp luôn. Này ô số 3 nha, 17 xăng, 17-18 xăng gì đó, quá phê luôn anh em ơi. Ô số 3 nha. Rồi tiếp theo là ô số 4 anh em ơi. Em số 4 con này là cũng 18 xăng ha, 27 củ 5, short body ha anh em nha. Anh em nhìn nè ha, con này con nấy là chuẩn chỉ hết nha anh em, không có một loại nhỏ nè ha, không bụng, không phình, không hớp, không dồn vẫy nha. Đó, đó, mỏ vẩn luôn. Short body 27 củ 5, 27 củ 5 cho em này anh em ha, rất là mềm. Đó, chuẩn chỉ anh em ha. Sọt đuôi rút ngắn luôn. Đó, đầu nhỏ mà mình nở hậu ha. Đó, short body 27 củ 5, 18-19 xăng. Đó, anh em nha. Đó, ok chưa. Ô số 4 nha anh em ơi. Đó, ô số 4 nha, quá phê. Giờ rất là mềm rồi. Đó, lát nữa có mấy con 24 củ mấy, 25 củ nữa nha anh em. Đó, đủ các thể loại luôn, mà nói chung là dưới 30 củ là có đẹp rồi ha anh em ha. Đó, đây con này mới phê nè anh em ơi. Ô số 5,
kinh short. Đó, anh em thấy không? Short mà đuôi càng rất là bự nha anh em. À, anh em nhìn nè. Đó, phê chưa? Kinh short con này là 20 xăng nha. 20 xăng. Đó, chuẩn chỉ không có lỗi nhỏ nào nha anh em. Đó, anh em thấy không? Lưng gù lên rất đẹp nè. Con này là lớn là gù lên giống như con mà em đang đăng 99 cũ anh em ha. Đó, phê chưa? 28 cũ chính nha anh em. Ô số 5 nha. Này 28 cũ chính, quá mềm luôn. Không thể nào mềm hơn được nha anh em ơi. Anh em xem cá mình phải so con cá nó như thế nào, cái độ chuẩn chỉ nó như nào, có bị lỗi gì hay không. Đó, chứ đừng có so sánh cái giá. Đó, mỗi nơi mỗi khác nha anh em. Đó, lúa nào thì của nấy nha anh em ơi. Lúa nào thì của nấy nha. Đây là ô số 5 28 cũ chính nha anh em ơi. Đó. Nè, bên đây nè. Bên đây là ô số 6 nha. Con này là super short nha anh em. Nè, anh em nhìn con super short nè, nó ngắn ngủng luôn. Nó gọi là siêu ngắn luôn anh em ơi, nó như cái hộp mít vậy đó. Đó, như cái hộp mít luôn nha anh em, super short. Con này ô số 6 nha. 28 cũ 5. Đó, cái đuôi nó rút ngắn luôn nè, ba đuôi chập nhau luôn. Đó, 28 cũ 5 anh em ơi. Đó, vậy siêu dễ thương luôn nha anh em. Em này là 17 xăng ha. Mà bảng nó rất là cao nha, bảng nó là hơn hai ngón tay mình luôn á, 2.5 ngón. Đó, cực kỳ ngắn luôn. Em này là ô số 6 anh em ơi, con này là 28 cũ 5 nha anh em, có giao lưu, có góp luôn nha. Đó, lanh lắm nha anh em, cá ăn uống rất là khỏe nha, bao chơi luôn nha, đuôi sọt rút luôn nè, anh em thấy không? Rồi đây anh em ơi, cái này mới phê nè, con này đúng nghĩa là mềm nhất luôn anh em ha. Con này là King Shot Body, con này là 24 củ 5, 18 xăng. Đó, anh em thấy không? Đó, đuôi càng đã chưa, có 24 củ 5 thôi anh em ơi, quá là mềm luôn. Đó, đó, trời ơi, quá phê, quá phê. Đó, đuôi cực kỳ bự nha, thường anh em coi á, người ta sọt á thì đuôi kèn nó rất là nhỏ, nhưng mà mấy con này nó đuôi kèn nó không hề nhỏ. Đó, rất là phê. Kinh sọt ô số 7 anh em ơi, 24 củ 5. Sọt quá rẻ luôn, quá giờ rẻ luôn, quá dễ chơi. Ô số 7 nha, 24 củ 5. Đó, đuôi chà bá luôn. Đây, con này ô số 8 nè, con này là siêu mềm luôn. Con này là mềm nhất trong clip này luôn anh em ơi. Con này là King Shot ô số 8, 29 củ 5. Nè, anh em nhìn cái gù của nó nè, hết bài cái gù luôn nha. Mà cái đuôi càng của nó rất là dài, bảng nó rất là cao. Con này bảng 3 ngón luôn anh em, mà cái lưng nó 3 ngón luôn á. Lưng nó bằng 3 ngón tay của em luôn. Đó, ô số 8, 20 xăng anh em ơi. Thê chưa? Con này mà nuôi không nuôi khéo khéo nó lên gù như pha phu luôn á, tức là cho ăn thúc vô là nó gù nó sẽ lên rất là cao, đặc biệt là đuôi tâm hoa nha anh em, đuôi tròn tâm hoa nha. Đây là ô số 8, King Shot 29 củ 5. Đó, 29 củ 5. Đó, dưới 30 củ, quá là phê cho anh em, quá đẹp luôn. 29 củ 5 anh em ơi. Rồi, đây là con cuối cùng trong clip này nha anh em. Đó, anh em thấy không, không có dồn bẫy một xíu nào luôn ha. Rồi anh em mình thích con nào cứ Zalo cho em nha, Zalo quen thuộc ha. Đó, thông tin ở dưới phần mô tả nha anh em. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.